Tại vì mình cũng có training cho sếp của mình cũng có chạy bộ. Thì chạy bộ là cái việc mà mình đặt rất là nhiều áp lực lên cơ thể, kể cả cơ thể và hệ thần kinh luôn. Nó tạo stress cho cơ thể. Thì ngày hôm trước, có thể là vài bữa trước hoặc tuần trước em chạy nó không sao, nhưng mà cái đó gọi là, người ta hay gọi là chấn thương tích lũy á. Thì cái này nó chưa đến mức gọi là bị chấn thương, mà là cơ thể nó đang báo hiệu là mình đang bị quá tải ở những nhóm cơ nào đó trong hỗ trợ cái việc chạy, bằng cái việc là nó đau những cái dây chằng. Tại vì những cái dây chằng khi cái tần suất em chạy nhiều hơn á, nó đã không kịp phục hồi, nó không kịp phục hồi bằng những cái cơ. Nên bây giờ, nhưng mình vẫn hiểu, phải hiểu là cái dây chằng nó báo hiệu đau là do cơ bị căng quá mức, mà ở giữa cái đầu gối nó nằm ở giữa, thì hai cái phần cơ liên quan đến cái phần đầu gối và phần hông, đó là cái cơ đùi trước, rồi cơ đùi sau, hoặc là cơ TFL hai bên. Thì để biết cái nó là cái gì thì đây, thì em sẽ dùng foam roll, em thử lăn lên cái phần đùi trước của cái đầu gối mà bị đau á, xem nó có cải thiện ngay chỗ đầu gối nó cảm thấy ok hơn không ha. Thì nó là cái cơ quad, quad muscle. Foam roll thì mình sẽ dùng tư thế như thế này. Mình sẽ nằm đặt một chân lên trên cái ống đó. Đây. Đó, em có thể thấy rõ đây là cái ống nè. Mình đặt nguyên cái người lên và đặt cái phần đùi này, tại vì phần đùi này là cái cơ hoạt động, một trong những cơ hoạt động chính khi em chạy. Nó bao gồm toàn bộ các cơ như là cơ mông, cơ đùi trước, đùi sau, rồi cả bắp chân luôn lúc mình chạy á. Nhưng mà hiện tại có thể cái cơ này đang bị căng nên nó báo hiệu ở cái phần đầu gối bị đau là một. Thứ hai là phần hông. Thì cái phần này, cái phần đây thì nó sẽ nằm giữa đầu gối và hông. Nếu như em lăn ở đây xong mà cơ này không còn thấy căng nữa nhưng mà nó vẫn còn đau đầu gối thì tức là bắp chân đang bị căng, thì em phải đi lăn luôn cả bắp chân. Thì thường nó đi, mình sẽ nên chia theo là lăn phần lower body là nguyên phần thân dưới từ trên xuống dưới, từ phần mông trở xuống, và phần upper body chia làm hai vậy thôi. Thì mỗi lần lăn thì mình lăn hết luôn. Đây ví dụ, đây là phần cách hướng dẫn lăn phần đùi ha. Rồi nó còn cái mặt ngoài đùi, ví dụ như động tác của chị này chẳng hạn, mặt ngoài đùi, rồi mặt trong của đùi nữa. Mặt trong là abductor. Mặt trong đùi thì mình sẽ lăn cũng lót bằng cái cây đó vô. Đó, mình cũng nằm như vậy. Ví dụ như hình này. Đây. Như hình này ha. Mình có cái ống lăn chưa? Mình nên lên Google ấy, lên Shopee hoặc mấy cái trang thương mại điện tử đó mình mua một cái, hoặc là mấy chỗ bán dụng cụ thể thao cũng có bán. Và khuyến cáo là nên xài những cái ống lăn tròn, láng như thế này, nó sẽ đỡ đau và nó đi đều hết sợi cơ. Em có thể thấy là nó tròn như vậy, nó đi hết được từng cái chỗ ở sợi cơ. Còn nếu cái ống lăn gai á thì những cái chỗ mà nó lòi lên thì nó sẽ bám, nó sẽ nhấn vào sợi cơ mạnh hơn. Còn những cái chỗ mà hõm xuống thì nó lại ấn không đủ lực, nên nó mình dễ bị sót những cái phần cơ mà mình cần lăn. Ok. Rồi. Lăn thì mình sẽ lăn đè lên và giữ ở những cái điểm đau. Cứ lăn rồi sẽ có những cái điểm đau mà đụng vào nó là mình sẽ thấy liền nó rất là khác so với những chỗ khác. Ấn vô là cả thấy rất là đau. Và đè lên, cố gắng đè áp lực lên và giữ khoảng 30 giây. Xong mình lăn qua chỗ khác. Rồi tiếp tục tìm hết trên cái phần đùi và phần bắp chân của mình. Rồi sau đó cảm nhận lại. Sau đó mình đổi chân. Tại vì mình chạy bằng hai chân đúng không? Mà có thể là một chân yếu thì một chân nó sẽ hoạt động nhiều hơn. Với lại giống như em gọi em chạy quanh hồ Tây, thì cái hồ nó sẽ hình tròn và mình sẽ chạy mình nghiêng vào hướng nhiều hơn. Nên cái áp lực sẽ đè một bên nhiều hơn. Nhưng mà mình vẫn phải lăn hai bên. Tại vì cái bên còn lại nó chưa đau thôi, chứ không phải là nó không căng cơ. Thì mình vẫn phải lăn để em sẽ kiểu hơi bị ngạc nhiên khi làm cơ nó vẫn chưa đau, nhưng mà khi mình lăn nó sẽ đau. Cứ lăn thử ha. Rồi. Thì vào bài hôm nay, flexibility. Thì đầu tiên thì flexibility là gì? Quân.
Độ linh hoạt là gì? Alo. Hey Tuấn. Độ linh hoạt là gì? Alo, nghe được không? Rồi, nói đi, nói đi. Linh hoạt là khả năng giãn cơ rồi khả năng hoạt động của mình nó tới được mức nào, đúng không? Là Rồi, cái việc này nói tránh đi. cái việc Nói đi. giãn, chỉ là giãn cơ. Chạy Vậy chấn thương á. cái việc tăng độ linh hoạt để giúp mình làm cái gì? Mình hoạt động hiệu quả hơn với lại tránh chấn thương. Ok. Rồi. Như hồi mình học võ, mình cơ mình càng giãn mình hoạt động nhiều hơn. Rồi Dũng. Nếu mình tăng ở Dũng có kèm khách có cần phải tăng độ linh hoạt không? Tăng độ linh hoạt mà có mà. Tức là mình tăng độ linh hoạt để mình mà tăng cái biên độ của khớp ấy. Đúng rồi. Đó thì định nghĩa đúng hơn là tăng độ linh hoạt là tăng cái góc độ giữa hai khớp với nhau. Theo chuyên ngôn môn thì họ sẽ gọi như vậy. Ok, đi xuống phần dưới. Và cái việc mà bị giảm cái độ linh hoạt thì đầu tiên mình tìm về nguyên nhân trước, nguyên nhân của cái việc mà giảm đi cái sự linh hoạt hoặc là mất cân bằng tư thế là do cái lối sống ít vận động hiện tại. Mà cái lối sống ít vận động đó thì lại đến từ cái việc công nghệ kỹ thuật phát triển quá nhanh. Và cơ kiểu con người lại phụ thuộc vào công nghệ kỹ thuật quá nhiều. Thì như việc đi lại ít hơn, chạy xe nhiều hơn, rồi ngồi một chỗ xem tivi nhiều hơn, dùng máy tính nhiều hơn, dùng điện thoại nhiều hơn. Trong một thời gian kéo dài, nó sẽ dẫn đến sai lệch tư thế. Hoặc là sẽ có những cái tư thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Đây, repetition movement. Đặc biệt là những công việc văn phòng. Những bạn nào làm việc văn phòng thì phải lưu ý. Giống như làm khoảng nửa tiếng tiếng nên đi qua đi lại hoặc làm những động tác giãn cơ gì đó cho nó thay đổi cái tư thế về cân bằng. Chứ nếu không, về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng đến sai lệch, nó làm sai lệch cơ thể mình. Ok. Và nó liên quan đến những cái chấn thương như là đau lưng dưới, đây low back, đau lưng dưới, đau cổ, neck pain, hoặc là carpal tunnel syndrome, tức là đau cái phần cổ tay. Đau cổ tay này do cái gì gây ra? Tuấn, cái này do cái gì gây ra? Đau cơ này. Đau là nó sẽ báo hiệu cái dây thần kinh ở đây nè. Nó làm tê bàn tay chẳng hạn, hoặc là đau ngay phần cổ tay. Theo Tuấn thì do cái gì sinh ra? Hello. Ly trả lời được không Ly? Em thấy nếu mà đau cái phần mà giống cái hình đỏ đỏ này đúng không anh? Ừ, mà đúng màu rồi. Xanh này thì em thấy kiểu giống như là khi mà mình blank, kiểu như là mình chống chống nhiều ạ, thì nhiều người, nhiều khách của em cũng hay bị đau ở chỗ đấy ạ. Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề là không có ai mà chống cái tay xuống đất cả ngày hết. Vậy vâng ạ. Trong cuộc sống hàng ngày, cái gì làm đau bàn tay như cái chỗ này? Cái này có phải là do... Nói đi Dũng, nói như đi. Là gõ bàn phím. Gõ bàn phím. Đúng rồi. Đó là do dân văn phòng ngồi gõ bàn phím. Hoặc là game thủ chẳng hạn, bấm chuột. Bàn phím với chuột. Các bạn có cảm thấy lúc mà cầm bàn gõ bàn phím lâu trong khoảng tiếng hồ hoặc là cầm chuột chơi này kia nọ mà cái bàn độ cao không phù hợp, bạn phải co cái tay lên á, thì một hồi cái cổ tay bạn rất là nhức. Thì nếu ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, thì cộng với việc đi tập mà không biết cái chuyện là mình có những cái thói quen đó, thì cái cơn đau nó sẽ đến sớm hơn so với người bình thường. Giống như những khách mà Ly nói là chống đẩy mấy cái là đau cổ tay, thì khả năng họ ngồi gõ bàn phím quá nhiều nên họ bị đau cổ tay. Nó đã nhạy cảm sẵn rồi, nên khi họ tập cái họ bị liền, nên phải hướng dẫn họ giãn cơ ra. Ok. Rồi, tiếp theo. Đó có những cái chi tiết rất là nhỏ, nhưng mà khi mình giải thích cho khách hàng hiểu tại sao lại bị như vậy, thì họ sẽ tăng cái độ trust hơn, và họ hiểu tại sao họ như vậy, và họ phải thay đổi cái thói quen, kiểu như tăng chiều cao bàn hoặc giảm ghế xuống sao cho nó vừa tầm để nó hạn chế đau. Ok. Rồi,
Tiếp theo, đây định nghĩa của flexibility là cái độ mở bình thường của những cái mô mềm và cho phép những cái khớp hoạt động full cái biên độ của nó, toàn bộ biên độ của nó. Ở đây người ta dùng cái cụm từ là full range of motion, hoặc là mình hay nghe là ROM á. Đây, chữ ROM nè, tức là biên độ khớp á. Biên độ ở đây không phải là biên độ của sợi cơ dài bao nhiêu, mà là mở được hết ra cái biên độ của cái khớp mình thẳng hết mức có thể về cái vị trí bình thường của nó, chứ cũng không có hyperextend, không có bị ưỡn quá mức. Giống như cái tay mình chỉ cần thẳng hết xuống thôi, từ trên vai, khớp vai xuống đến cù chỏ đến xuống cổ tay trên một đường thẳng thôi, chứ không cần bẻ ngược lên. Kiểu như mình hay nói là nhiều người bị cán giá đó, thì cái đó là đã bị gọi giống như hyperextend rồi, nó không có thẳng nữa, thì những người đó lại dễ bị chấn thương hơn. Nên luôn nhớ trong suy nghĩ của các bạn là phải luôn giữ cơ thể chúng ta ở cái chuỗi kinetic chain thẳng từ trên xuống dưới, mọi thứ đều phải thẳng thì nó mới an toàn. Ok, rồi tiếp theo xuống cái này thì những cái chi tiết đó, cái khả năng độ linh hoạt đó nó còn từ những nguyên nhân nào nữa. Đây ví dụ như một cái sai lệch từ dưới bàn chân thì sẽ dẫn đến sai lệch từ lên gối, lên hông, rồi thậm chí nghiêng vai. Đó, thì đó là tầm quan trọng khi mà mình tập luyện cái flexibility cho nó cân bằng. Rồi như nãy mình cũng nói, ví dụ đây là tư thế good posture, là người ta đứng thẳng đây, đứng thẳng. Nhưng ngược lại, có những người gù lưng, gù về trước thì mọi người đều biết là không tốt rồi, tại vì nó mất đi cái chuỗi kinetic chain thẳng. Nhưng mà ưỡn quá cũng không tốt luôn, hyperextend cũng không tốt, tại vì nó mất đi đường cong sinh lý của cơ thể. Hoặc là mặc dù anh này lưng vẫn thẳng nhưng mà cái hip đã bị xoay. Đây, đây gọi là sway back, cái hip bị đẩy về phía trước quá nhiều thì cũng là sai lệch tư thế luôn, chứ không phải lưng thẳng như vậy là đúng, tại vì thẳng ở đây chỉ có thẳng từ thắt lưng trở lên thôi, còn từ thắt lưng trở xuống thì nó lại sai. Ok, rồi những đây là nói về những cái nãy mình mới nói là công việc nó ảnh hưởng đến tư thế như thế nào. Đây, ngồi văn phòng nhiều, à mấy chị gái thì mang guốc, thì đây là cái hình mà minh họa mang guốc giữa cái dép mà đế thấp và dép đế cao. Thì rõ ràng thì mang giày cao gót thì nó đẹp hơn, nó sexy hơn. Nhưng mà các bạn có thể thấy là cái đường kinetic chain của mình nó bị thay đổi, chuỗi chuyển động mình bị thay đổi, thì nó sẽ giảm đi cái sự ổn định và nguy cơ chấn thương và bị đau nhiều hơn. Thì ok, thỉnh thoảng đi tiệc, đi chơi thì mình mang, nhưng mà ngày nào cũng mang thì là một câu chuyện khác. Ok, rồi tiếp theo, đây mình là range of motion. Nãy nói về cái ROM, mở hết biên độ khớp, như biên độ hôm trước mình cũng có học về những cái mà gập tay lên xuống, mở ra mở vào gì đó, flexion, extension đó. Thì một cái người bình thường họ phải làm được những cái động tác như cổ gập được xuống tối đa, ngửa lên tối đa, hoặc là tay giơ được qua overhead. Một số người khi ngồi văn phòng nhiều năm quá thì họ không có khả năng giơ tay qua đầu. Mà khi họ giơ tay qua đầu chẳng hạn thì họ sẽ bị ưỡn lưng dưới. Tại vì lưng dưới họ lúc này phải bù trừ cho cái chuyển động đó để thực hiện cái động tác giơ tay qua đầu. Thì đó nó báo hiệu cho những cái có thể chấn thương tiềm ẩn. Ví dụ họ đẩy overhead, hoặc họ ngồi đẩy vai, hoặc thậm chí là đứng tập bicep curl mà nặng quá chẳng hạn, thì họ sẽ cảm thấy bị đau lưng dưới nhiều hơn so với những người bình thường, những người mà tư thế chuẩn. Ok, tiếp theo là những cái chi tiết, những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái khả năng, cái độ linh hoạt của các bạn. Tại vì mỗi người có độ linh hoạt cũng khác nhau luôn. Nên đây là những cái yếu tố ảnh hưởng đến độ linh hoạt của mình, như là gen, genetic. Ok, rồi tiếp theo là cái độ đàn hồi của mô mềm, những cái mô liên kết. Mô liên kết là gân và dây chằng ha. Đó, độ đàn hồi của nó. Cũng có thể nói cái yếu tố này nó phụ thuộc vào dinh dưỡng. Những người giống như là đang cutting, họ không ăn chất béo, họ không uống nước nhiều, thì nó cũng làm giảm đi cái độ linh hoạt, độ đàn hồi của sợi cơ, của sợi những cái mô mềm. Thì đây là cái lúc mà dễ bị chấn thương nhất, tại vì ăn uống thiếu chất và cái độ linh hoạt, cái độ đàn hồi của những cái mô mềm này bị thiếu, thành ra những cái chuyển động họ bị khó khăn hơn và dễ bị chấn thương hơn. Rồi, và những tiếp theo là composition, những thành phần cấu tạo nên gân
hoặc là phần da xung quanh cái phần khớp đó. Cái này giống như là đặc điểm đặc trưng của mỗi người, giống như cái gân của họ. Có một số người cái gân họ hoặc cái dây chằng hoặc cái cơ họ chỉ giờ được đến đó, mặc dù họ đã cố gắng chỉnh sửa bằng mọi phương pháp rồi mà vẫn không thể làm đúng kỹ thuật được, như không thể đưa tay qua đầu được. Thì ok, đó là do cái cấu trúc xương khớp của họ đã như vậy rồi, thì mình ok chấp nhận. Ở đây mình đang cố gắng làm mọi người trở nên thành cái phiên bản tốt nhất của mọi người, thì mình cố gắng hết mức để hỗ trợ khách hàng thôi. Còn nếu cơ thể khách hàng đã sinh ra là như vậy rồi thì ok, cái đó là phải chấp nhận. Ở đây là mình đang trên mệnh đề là ở một cơ thể bình thường để mình hỗ trợ họ trở về mức bình thường ha. Đây, cấu trúc khớp, joint structure cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến khả năng độ linh hoạt. Rồi, sức mạnh của phần cơ, strength of pose, muscle group. Và phần cơ đó cũng ảnh hưởng luôn đến cái phần, giống như cơ mạnh, cơ yếu hôm trước mình có nói, cơ mạnh gọi là cơ bị căng cứng, nó sẽ kéo nhiều hơn so với cơ bị yếu. Nó cũng ảnh hưởng đến cái độ linh hoạt của mình. Rồi, body composition. Ví dụ như người gầy thì họ có thể gặp người cúi người được biên độ rộng hơn so với người bị béo phì chẳng hạn. Đó cho dễ hình dung. Rồi, giới tính, tuổi tác, người già, người trẻ có độ linh hoạt khác nhau. Rồi, tần suất vận động của họ. Người nào vận động càng nhiều, tập luyện nhiều thì khả năng vận động họ tốt hơn so với những người ngồi một chỗ nhiều. Mà tất cả cái này thì nó cũng liên quan đến nhau. Ví dụ ngồi một chỗ nhiều thì tất nhiên cái sức mạnh cơ yếu hơn, body composition tức là có thể bị béo phì nhiều hơn, khả năng nhiều hơn so với người vận động nhiều. Đó, thì nó cũng ảnh hưởng đến độ linh hoạt. Rồi tiền sử chấn thương hoặc có đang sử dụng các loại thuốc gì hay không. Ví dụ tiền sử chấn thương, những người đã từng bị chấn thương thì trong lúc họ phục hồi dễ dẫn đến sai lệch tư thế. Nếu họ không có cái phần gọi là phục hồi chức năng nó hợp lý á, thì sau này kiểu những cái chuyển động nó sẽ bị thay đổi so với trước khi họ bị chấn thương. Ví dụ bị lật cổ chân chẳng hạn, thì có thể trong thời gian họ bị lật cổ chân, họ đi đứng họ sẽ bị nghiêng một bên, dẫn đến đầu gối nghiêng, hông nghiêng. Và như đó thôi, đến lúc cái cổ chân họ lành mà họ không có điều chỉnh lại trong suốt thời gian đó thì nó cũng dẫn đến bị sai lệch tư thế. Rồi yếu tố cuối cùng là những cái chuyển động lặp đi lặp lại. Thì như nãy mình nói là ngồi văn phòng hoặc một cái công việc, một cái tư thế nào đó kéo dài. Như các bạn có thể thấy ngồi một chỗ thôi nhưng mà cái vai mình cứ gù về trước thì sau này nó sẽ thay đổi tư thế mình thành như vậy. Hoặc là như ngồi gõ phím cả ngày thì nó sẽ đau cổ tay. Đó, tất cả đều ảnh hưởng đến flexibility. Mặc dù các bạn có thể thấy là gõ bàn phím hoặc cầm chuột nó không nặng nề chút nào, nhưng mà thật ra sợi cơ mình vẫn đang phải hoạt động tối đa, nó vẫn đang phải hoạt động, phải co liên tục. Nên không phải cứ phải tập tạ nặng hoặc là chạy đường dài hoặc là một cái gì đó cao siêu thì cơ thể mới bị sai lệch, mà chỉ cần những cái hoạt động đơn giản hàng ngày thôi nó cũng đã làm cơ thể mình sai lệch rồi. Vậy khi đánh giá một người gọi là chuyển động tốt đó, thì mình sẽ xem xét họ. Ở đây tiếp theo là những yếu tố mà để xem xét một người chuyển động sử dụng cái độ flexibility tốt, độ linh hoạt tốt, thì phải chuyển động được trong các mặt phẳng. Hôm trước có học các mặt phẳng rồi, thì chuyển động được tốt đủ ROM ở trong cả ba mặt phẳng. Thì ba mặt phẳng là frontal, sagittal và transverse. Ok, thì ở đây định nghĩa về cái neuromuscular efficiency. Quân dịch này là gì Quân? Quân hello. iPhone Đức. À Đức, có đó không? Hay Duyên, Duyên dịch được không Duyên? Hiệu quả thần kinh cơ. Hiệu quả thần kinh cơ. Vậy hiệu quả thần kinh cơ hiểu như thế nào về cụm từ này? Hiểu như thế nào Duyên, hiểu như thế nào?
À còn nói nổi không hay đau răng quá rồi thôi. Ok. Bỏ qua Duyên đi. Nói đi. Bỏ qua Duyên đi. Bỏ qua Duyên đi, Duyên không nổi đâu. Rồi ok, bỏ qua Duyên. Rồi, đau răng quá thôi. Hiệu quả thần kinh cơ là như nãy mình nói là sử dụng hệ thần kinh của mình điều khiển cơ bắp của mình và gập duỗi các cái khớp của mình đủ rom ở trong ba cái mặt phẳng thì tạo nên một cái chuyển động full rom hiệu quả thì gọi là hiệu quả thần kinh cơ. Ok, ở đây nó định nghĩa nè là khả năng cái hệ thần kinh điều khiển chính xác những cái cơ bắp. Cơ bắp thì chia ra làm cơ agonist là cơ cơ gì ta quên tiêu rồi. Quên cái tên tiếng Việt rồi. Agonist, antagonist. Cơ chủ vận. Ok, cơ chủ vận, cơ đối vận, cơ đồng vận và cơ ổn định cùng một lúc với nhau. Cùng lúc với nhau tại một cái chuyển động thực hiện rất là nhiều cơ cùng một lúc với nhau để tạo ra một cái lực phù hợp như là lực co cơ. Bữa hôm trước mình có học về concentric, eccentric. Đó là việc tạo ra lực hoặc là giảm lực gì đó. Và cả luôn cái việc giữ ổn định cho cơ khớp luôn. Thì isometric thì nhắc lại những cái khái niệm này về concentric là co cơ, eccentric là giãn cơ, là cơ giãn sợi cơ dài ra, hoặc là isometric là giữ yên, cơ không thay đổi chiều dài. Ở trong cả ba mặt phẳng thì đó gọi là hiệu quả thần kinh cơ. Ok. Rồi. Tiếp theo, nếu như không có và khi mà thực hiện, nếu như mà cơ thể bị mất cân bằng, sai lệch tư thế thì hôm trước mình có học về những cái force couple, tức là một cái chuyển động nó sẽ có hai đến nhiều nhóm cơ cùng một lúc hoạt động. Thì khi mà cơ thể bị sai lệch thì sẽ phải có những cái gọi là compensation, là những cái chuyển động bù trừ sẽ xuất hiện. Như nãy mình có ví dụ tay đưa qua đầu không được do ngồi gù về trước nhiều quá thì cái tay không đưa qua đầu được, mà muốn đưa qua đầu được thì phải ưỡn cái lưng lên. Thì đó là cái cách mà cơ thể nó đang bù trừ bằng cái lưng dưới để nó thực hiện cái chuyển động đưa tay qua đầu. Thì ở đó nó sẽ dẫn đến tiếp tục là muscle imbalance và thay đổi cấu trúc, thay đổi chuyển động của phần khớp và có khả năng dẫn đến chấn thương. Tại vì cơ bản mà cái tiền đề của nó là gì, là do cái cặp cơ mà thực hiện cái chuyển động đó đó nó hoạt động không đúng chức năng của nó, mà không đúng do đâu là do bị sai lệch từ trước. Ok. Rồi. Hiệu quả thần kinh cơ thì khi cho phép, nó nhắc lại thôi, nhắc lại cho phép người ta thực hiện được chuyển động tốt nhất, optimal trong ba mặt phẳng. Và chuyển động một cách thoải mái. Thoải mái tự do, tức là không đau đớn gì hết, không có phải như mình stretching chẳng hạn, mà họ như một cái thói quen, như một cái bình thường của họ. Rồi, hoặc đây ví dụ như gặp người xuống mang giày, hoặc là để dĩa, để chén sau khi rửa xong để lên kệ, giơ tay qua đầu để lên bình thường, không có bị đau, không có bị, không phải là đứng phơi đồ hồi cái ra chặt cái cổ chẳng hạn vậy. Rồi, hiểu không mấy bạn? Mình nói từ miền Tây các bạn có hiểu không? Bị hiểu chặt cái cổ là cái gì không? Ly hiểu không Ly? Em có ạ. Ok. Nếu mà nói cái gì mà không hiểu thì hỏi nha. Chắc. Vâng ạ. Okay. Ok. Rồi. Rồi tiếp theo. Rồi nhìn sơ lược qua về Human Movement System. Human Movement System hôm trước mình đã học rồi. Thì chuỗi vận động này cấu thành từ những yếu tố như là hệ thần kinh, cơ xương khớp, hệ thần kinh, cơ xương khớp, hệ xương, hệ cơ, hệ khớp. Rồi, đó. Thì một cái chuyển động bất kỳ đều phải được kết hợp từ nguyên một cái chuỗi đó, các thành phần như là hệ thần kinh của mình, hệ xương, hệ khớp, dây chằng luôn, dây chằng gân cơ, gân dây chằng luôn, thì là mô mềm và sợi cơ để tạo nên một cái chuyển động. Thì đó tạo nên hệ chuyển động của cơ thể, Human Movement System. Rồi vậy cái hệ chuyển động này còn bị tác động bởi những cái gì?
postural dysfunction. Postural. Ở đây nó có một khái niệm mới là postural distortion pattern. Là nói về cái việc cơ thể bị mất cân bằng thôi. Tức là mất cân bằng ở một chỗ khi bị căng cơ hoặc là sai lệch ở một chỗ. Ví dụ như trường hợp như của Ly chạy bộ xong có thể đau đầu gối nhưng mà bắt đầu nó dẫn đến sai lệch, nó sẽ bị đau lên phần hông. Thì ví dụ mình ngồi làm việc lâu ngày cũng vậy, ngồi một lâu ngày thói quen nghiêng về một bên, giống như là một tay gõ bàn phím còn một tay thì viết một bên vậy đó, thì nó sẽ về bị nghiêng một bên. Thì ban đầu nó đau ở dưới lưng, xong nó dẫn lên dần lên đau vai rồi đau cổ. Thì ở đây là cái hình minh họa đó. Hình minh họa khi mà cơ bắp căng, ở đây là lấy cụ thể là cơ latissimus bị căng bên phải thì dẫn đến tư thế bị gù. Thì những người là hay ngồi gập người về trước và sau dần, sau một thời gian kéo dài thì sẽ mà họ vẫn giữ cái thói quen như vậy á, thì nó sẽ dẫn đến improper, là những cái chuyển động không phù hợp, không thích hợp. Không thích hợp ở đây là không thích hợp so với cái mà sinh ra nó phải đáng lẽ là làm theo đúng cái bình thường, nhưng bây giờ nó đã bị sai lệch thì nó dẫn đến là những cái chuyển động sai, không thích hợp, và từ đó dẫn đến những chấn thương, injury. Ok, để mình thử mở YouTube các bạn xem thử, nếu mà xem có bị lắc quá thì nói mình biết ha. Về cái tiếp theo mình sẽ học về trigger point. Trigger point đây, những cái sai lệch tư thế. Ok, nói qua cái này trước. Những cái sai lệch tư thế này thường đến từ những cái gì? Đến từ áp lực, stress lên tư thế. Emotional duress này là cái gì đây? Kiểu như bị áp lực tâm lý. Áp lực về tâm lý. Áp lực tâm lý, rồi một cái chuyển động nào đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Rồi cái vòng lặp đi lặp lại của những cái chấn thương, trauma. Rồi hoặc là tập luyện sai tư thế, poor training technique. Rồi ví dụ một cái nữa là kiểm soát sức mạnh phần kho không tốt, yếu. Hoặc là điều khiển hệ thần kinh cơ không tốt, không hiệu quả. Thì đây là những lý do dẫn đến cái chuyển động của cái chuyển động của cơ thể mình bị sai lệch, là human system á, human movement system nó bị sai, là nhờ đây là những yếu tố dẫn đến cái đó. Rồi như ở những cái phần trên như postural, emotional hoặc là repetition này thì nó liên quan nhiều về cái chuyện là ngồi làm việc văn phòng. Các bạn cũng thấy là ngồi làm việc là ba cái yếu tố trên nhiều. Làm việc văn phòng thì dễ sai lệch tư thế, dễ bị áp lực do công việc. Rồi dễ có những cái tư thế lặp đi lặp lại liên tục nhiều lần. Còn cái phần dưới này thiên về phần tập luyện. Thì đây là lý do tại sao nên tập luyện đúng kỹ thuật ngay từ ban đầu. Vậy có một câu hỏi là không, chắc chắn trong số chúng ta, kể cả mình, trước đây tập luyện cũng đều đã sai rồi mới đúng. Thì các bạn nghĩ sao khi mà tập squat thì giờ mình có hai kiểu, một là mình tập đúng từ ban đầu, hai là mình vô mình tập đi rồi mình từ từ mình sửa cho khi nào mình mạnh thì mình sửa. Dũng nghĩ sao? Giống như không phải là mạnh lên, mà kiểu như là mình tập với mức tạ nhẹ. Ví dụ như những cái bài thêm của những lớp aerobic hoặc là những lớp yoga, họ muốn tập thêm với tạ, với những động tác squat có liên quan như là của bên gym. Thì nhưng mà nó chắc chắn là sẽ không đúng kỹ thuật như là của gym, thì nó có tốt không hay là nó có ảnh hưởng gì nhiều hay không? Lời khuyên là như thế nào? Theo Dũng nghĩ như thế nào? Tức là khi tập cái chuyển động sai thì nó sẽ, cái cơ thể của mình nó sẽ phản ứng và bắt đầu nó sẽ bị đau. Ví dụ như tập squat mà sai thì nó sẽ bị đau, nếu mà tập sai đau cổ chân này hoặc cái phần lưng nó không linh hoạt, phần hông nó không linh hoạt ấy, thì nó sẽ hay bị đau phần lưng dưới đấy. Vậy nếu đặt trường hợp là khách không đau tại vì tập mức tạ nhẹ
tập rất nhẹ thì có nên để cho khách tập sai tư thế một chút hay không, hay là nên vẫn là nên đúng? Tức là mình chạy khi mà khách tập sai thì mình